Thì ok, đây là cái phần đầu tiên trong cái video chia sẻ cũng như là đồng hành cùng các bạn từ những ngày đầu tiên làm YouTube. Nếu mà mình có biết được những cái kinh nghiệm gì á thì mình sẽ chia sẻ thành thật hết cho các bạn. Nếu các bạn đang tìm một cái hướng dẫn hay là tìm một cái người đồng hành cùng làm kênh YouTube chung với bạn thì hãy bấm đăng ký. Mình sẽ bắt đầu từ con số 0. Không có kiến thức làm YouTube, mình cũng vừa làm vừa học hỏi thôi. Thì nếu như bạn đẹp trai hoặc là bạn đẹp gái, hoặc là bạn đẹp gái và có tâm hồn to tròn và đẹp, cho dù các bạn chỉ cười thôi thì cũng đã có người xem rồi, đúng không? Còn đối với mình cũng có con mẹ gì hết. Xin chào, chào mừng đến video đầu tiên của Candy Vlog. Thì như tiêu đề của video, ở trên YouTube có rất nhiều người chia sẻ về cách để các bạn bắt đầu kênh YouTube của mình. Nhưng mà người ta chia sẻ những cái kiến thức đó khi mà người ta đã có một số lượt người theo dõi nhất định, khi mà người ta đã có được một lượt thành công nhất định trên YouTube rồi. Còn cái video hôm nay của mình thì mình sẽ trực tiếp trải nghiệm bắt đầu làm YouTube từ con số 0. Khi mà mình sản xuất cái video này thì mình vẫn chưa có lượt theo dõi ở trên kênh. Nếu các bạn đang tìm một người bạn đồng hành cùng với quá trình làm YouTube của bạn thì đây, kênh này và chuỗi video này sẽ là một người bạn chân thực nhất. Ok. Ok ok, nó hoạt động rồi. Mình không biết được là âm thanh nó ra như thế nào. Ok, alo 1234. Alo 1234. Theo những cái thông tin mà mình tích cóp được từ những kênh YouTube khác thì để phát triển nội dung trên YouTube thì các bạn cần có những cái yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên là yếu tố về ngoại hình. Vì YouTube là truyền cả âm thanh, cả hình ảnh mà, đúng không? Thì nếu như bạn đẹp trai, hoặc là bạn đẹp gái, hoặc là bạn đẹp gái và có tâm hồn to tròn và đẹp, thì đó là những cái yếu tố mình cho là thiên phú, là trời cho. Các bạn khi mà đẹp thì các bạn sẽ dễ dàng thu hút được một lượt xem nhất định, cho dù các bạn không làm gì, cho dù các bạn chỉ cười thôi thì cũng đã có người xem rồi, đúng không? Còn đối với mình cũng có con mẹ gì hết. Sau cái yếu tố đó thì bắt đầu là tới là nội dung. Thì để phát triển một kênh YouTube thì nội dung nó chiếm yếu tố rất là quan trọng. Các bạn làm về nội dung về giải trí, hay là về chia sẻ kiến thức, hay là về vlog đời sống hàng ngày, hay là về các chiêu trò như thế này, hay như thế này, hay bla 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 bla, rất nhiều các chiêu trò. Nếu các bạn có thể thì đó sẽ là một cách rất là nhanh chóng để mà nổi tiếng. Còn mình, đối riêng mình thì mình sẽ làm về kênh về nội dung, kênh về vlog. Cho nên rằng là trước khi bắt đầu quay clip thì phải có một cái kịch bản. Không cần phải lên kịch bản chi tiết giống như kiểu làm một bài văn, nhưng mà cũng phải có bố cục mở bài, kết bài và thân bài rằng là mình sẽ làm như thế nào. Khi mà không có kịch bản thì các bạn rất sẽ bị đi vòng vòng, và người xem cũng rất là cảm thấy khó chịu khi mà ngồi nghe một thằng đang ngồi lẩm nhẩm cái vấn đề gì đó, nó cứ nói vòng vòng không vào vấn đề chính. Tiếp theo là một cái vấn đề nữa mà khi mà các bạn xem tới đây ấy, thì các bạn cũng nhận ra rồi, đúng không? Đó là cái micro này. Thì khi sau khi các bạn đã có nội dung rồi thì các bạn truyền tải cái nội dung nó như thế nào? Sự khác biệt khi mà các bạn sử dụng cái micro mặc định của máy quay đó là nó lẫn rất là nhiều cái tạp âm, và khi mà các bạn ở khoảng cách xa lời nói truyền đạt nó không có rõ ràng. Ví dụ như thế này. Đây là cái âm thanh mặc định của máy ảnh, thì nó sẽ làm cho người ta bị khó chịu, bị phân tâm khi mà người xem các bạn á, phát cái video YouTube ở trên loa của máy tính hoặc là trên TV hay là những cái thiết bị mà sử dụng loa ngoài á, thì những cái tạp âm rè rè rè, tiếng quạt hay là tiếng của những người xung quanh nếu cái phòng không được cách âm rõ ràng, hay là tiếng xe, tiếng cổ, tiếng bíp còi, tiếng đủ thứ ở trên đời, thì đó sẽ làm cho người ta rất là phân tâm. Vậy nên cái giải pháp của mình mà các bạn cũng vừa thấy đấy, sắm một cái micro. Thì đây là cái micro Boya. Cái này là cái mình thấy là rẻ nhất. Nó có hai cái chế độ, không biết các bạn thấy không nha. Nó có hai cái chế độ dành cho smartphone và camera. Đây, các bạn chỉ cần gạt cái này. Nếu mà dùng camera, nếu mà dùng máy ảnh ấy, thì các bạn cần phải lắp pin như mình vừa mới thao tác lúc nãy. Còn nếu mà không, chỉ cần dùng smartphone thôi thì gạt công tắc xuống mà không cần pin. Rồi, sau khi về vấn đề hình ảnh nè, về vấn đề nội dung nè,
về vấn đề cách truyền tải nội dung, thì tiếp theo đó sẽ là cái vấn đề về thiết bị quay. Thì thiết bị quay này theo mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho cái quá trình phát triển của mình. Để mình ví dụ cho các bạn xem nha. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là cái thiết bị quay của mình. Mình dùng một con Sony A6400. Thì tại sao mình dùng cái con Sony này thì mình sẽ nói trong một clip tiếp theo nha. Hôm nay mình chỉ giới thiệu tổng quát thôi. Mình dùng con Sony A6400, nó có cái màn hình lật, nó có thể cắm được mic ha. Rồi cái lens này là cái lens góc rộng của mình, 16f1.4. Thì tại sao mình lại chọn cái lens góc rộng này? Cái lens góc rộng này mình mua với giá khoảng đâu đó 8 triệu. Thì tại sao mình mới bắt đầu mà mình phải đầu tư một cái lens góc rộng như thế này? Để cho cái khoảng cách từ camera tới mình ấy, nó vừa phải, nó không quá xa. Nó không quá xa để mình có thể kiểm soát được cái mình ở trong cái live view kia, cái màn hình kia. Thì mới bắt đầu làm vlog ấy, thì các bạn khi mà ngồi nói chuyện với cái máy ấy, các bạn không biết được là cái tỷ lệ khung hình nó đã ok chưa, cái điều mà các bạn đưa lên trước màn hình như thế này nó đã ok chưa. Thì cái live view này nó rất là quan trọng, nó tạo cho mình một cái sự tự tin, à mọi thứ đang rất là ổn, mình chỉ cần tập trung về cái nội dung của mình thôi. Tiếp theo nữa là cần một con chân máy. Các bạn nên đầu tư luôn từ đầu, khi nếu mà các bạn xác định là theo YouTube thì các bạn nên đầu tư từ đầu. Một cái con chân máy này nó sẽ đa dụng hơn. Mình sẽ làm clip nói về cái con chân máy này sau. Để con chân máy này như các bạn thấy đấy, mình có thể di chuyển bất kỳ góc nào và mình chỉnh góc phù hợp rất là nhanh chóng, để mà cái mạch nói chuyện của mình khi mà làm vlog nó không có bị ảnh hưởng. Thì mình có thể chiếu ra cái tivi này. Đây là cái màn hình đeo, cái màn hình máy tính của mình đã không còn dùng tới nữa rồi. Ok, thì tại sao mới bắt đầu làm vlog mà mình phải đầu tư cái Sony A6400, cũng khá khá tiền đấy, và cái quả lens này nữa thì cũng khá khá tiền luôn. Thì tại sao mình lại đầu tư như thế? Như các bạn thấy, một cái điện thoại chất lượng nó cũng rất là ok rồi. Đây là camera trước nha. Một cái điện thoại chất lượng nó cũng rất là ok rồi. Nhưng cái vấn đề là nếu mà quay bằng điện thoại ấy, thì các bạn phải đầu tư một cái background phía sau. Đúng không? Trang trí phòng nè, set up đèn các thứ các kiểu nè. Với cả rằng là nếu mà các bạn di chuyển ra khỏi cái phòng studio của các bạn ấy, thì nó rất là lộn xộn. Nó rất là lộn xộn. Vậy nên khi mà dùng camera với cái khẩu độ lớn thì ở phía sau nó bị xóa phông mù mịt hết. Người dùng người ta chỉ sẽ tập trung vào cái điều mà bạn chia sẻ thôi. Cái mục tiêu của mình tiếp theo đây là sẽ về review giới thiệu sản phẩm. Vậy nên là nếu mà như thế này thì các bạn sẽ tập trung vào sản phẩm mình hơn, đúng không? Còn nếu như thế này thì nó sẽ rất là bị nhiễu ở phía sau ấy. Cho nên rằng mình đầu tư luôn một cái camera tốt ngay từ đầu, vì mình xác định rằng là sẽ theo cái YouTube này, cho dù có thất bại hay gì nữa thì mình cũng sẽ cố gắng theo cái này mua để mà tạo động lực cho mình. Thì cái này mình mua trả góp thôi chứ mình cũng không có đủ khả năng để mà mua đứt ngay từ đầu. Rồi, như các bạn thấy nãy giờ nó có bị tối không? Nó bị tối rồi đúng không? Để mình bật đèn lên cho các bạn xem nha. Đối với một cái phòng được thiết kế bình thường, không phải là một studio ấy, thì thiết kế ánh sáng nó rất là một cái gì đó nó không có đúng theo cái yêu cầu của mình. Trước mặt của mình đây là một cái ánh sáng tự nhiên ngoài trời nhé. Thì nếu mà các bạn có ánh sáng tự nhiên ấy, thì nó sẽ rất là tốt như thế này, ánh sáng rất đều và đẹp. Nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng có thể quay mặt ra cửa sổ, hay là không phải lúc nào bạn sản xuất video cũng là ban ngày. Có khi là ban đêm bạn trải qua một cái gì đó và bạn muốn kể cho mọi người nghe. Vì sao? Thì mình phải có một cái tiếp theo, đó là cái này là cái đèn trợ sáng để quay video. Và tại sao mình phải đầu tư mua cái đèn trợ sáng này? Thì khi mà làm video ấy, nếu mà da các bạn đẹp sẵn rồi, nếu mà các bạn đã có một ngoại hình đẹp sẵn rồi, thì cái ánh sáng không còn quan trọng nữa. Các bạn chiếu kiểu mẹ gì thì các bạn vẫn đẹp thôi. Còn đối riêng với bản thân mình thì da mình các bạn thấy đó, nó vừa có sẹo, nó vừa có mụn, nó vừa có đủ thứ các khuyết điểm ở trên mặt hết. Cho nên rằng nếu các bạn cũng giống như mình thì các bạn cần có một cái đèn tản sáng. Thì tại sao phải là một cái đèn tản sáng chứ không phải là bất kỳ một cái đèn nào khác, là vì mình xấu ấy. Cho nên rằng nếu mà có cái ánh sáng này chiếu vào
thì mọi khuyết điểm ở trên mặt mình sẽ được tôn lên nữa. Khi mà dùng cái đèn LED mà có nguồn sáng nhỏ, có một cái diện tích phát sáng nhỏ nè, và cả nó không phải là một cái loại tản sáng đó, thì những cái khuyết điểm trên mặt của mình có bao nhiêu nó nổi lên hết. Còn khi mà mình dùng một cái đèn tản sáng chuyên nghiệp thì ánh sáng nó sẽ như thế này. Thì đây, những cái khuyết điểm ở trên mặt mình giống như là sẹo mụn hay là vết mụn hay là những cái gì đó, nó sẽ được tản sáng đều ra và nó sẽ tốt hơn, và trong quá trình mình làm video mình cũng sẽ tự tin hơn, đúng không? Với cả rằng là cái ánh sáng này mình có thể điều chỉnh được nó ngang với mặt của mình, cho nên rằng là những cái chi tiết giống như là bóng của tóc nè, hay là về ánh sáng khi mà cái đèn này nó chiếu vào mặt, nhất là đôi mắt ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Đèn chiếu từ trên cao xuống thì cái mắt nó không có được sáng và bị bóng tóc các thứ nữa, nó rất là khác biệt khi mà có một cái ánh sáng. Ok rồi, thì các bạn thấy video của mình đã chuyên nghiệp dần lên chưa? Micro, thiết bị quay, các thứ các kiểu. Thì ok, đây là cái phần đầu tiên trong cái video chia sẻ cũng như là đồng hành cùng các bạn từ những ngày đầu tiên làm YouTube. Nếu mà mình có biết được những cái kinh nghiệm gì á thì mình sẽ chia sẻ thành thật hết cho các bạn từ con số 0, khi mà kênh của mình đây mình vừa mới tạo hôm nay, sau đó khoảng 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay là một thời gian sau, cho tới khi nào mình nản của mình bỏ, hoặc là cho tới khi cái kênh của mình nó phát triển được và được sự ủng hộ của các bạn, thì các bạn xem cái quá trình của mình làm nó có khó không, và cái quan trọng nhất là các bạn có một người đồng hành. Sau khi mình chia sẻ về thiết bị xong thì mình sẽ chia sẻ về cách đăng video lên YouTube như thế nào, SEO từ khóa như thế nào để các bạn có thể dễ dàng tìm được mình, cũng giống như là về vấn đề marketing. Thì mình cũng không phải là một người chuyên về marketing đâu, cho nên rằng là mình học tới đâu, mình biết tới đâu, mình sẽ chia sẻ tới đó. Ok, các bạn cứ yên tâm rằng là video này, chuỗi video này, cái kênh YouTube này và những cái chia sẻ của mình là hoàn toàn thật 100%. Bắt đầu từ con số 0 và mình cũng không phải là người có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội nữa. Ok, đăng ký kênh và chờ những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, sau khi mà mình đã quay clip xong thì mình sẽ biên tập nó ở trên máy tính. Thì mình sẽ dùng một cái máy tính Dell XPS bình thường thôi. Thì cái quá trình edit này nó không có khó. Thật sự là nó không có khó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để edit luôn. Cách tải file âm thanh, hiệu ứng, chèn chữ, APC, XYZ. Nói chung là mình sẽ chia sẻ tất tần tật mọi thứ mình làm. Rất là đơn giản, nó đơn giản giống như cách mà bạn sử dụng Word, Excel thôi. Nó không có gì là phức tạp hết. Vậy nên hãy đăng ký kênh một lần nữa nha. Nếu mà chưa đăng ký thì đăng ký ngay đi. Thì có thể rằng bây giờ các bạn chưa có hứng thú với cái việc làm vlog YouTube đâu, nhưng mà biết đâu được đó, sau này khi mà thời thế nó thay đổi thì sao? Vì bây giờ đã là thời đại 4.0 rồi, đúng không? 4.0 từ ngày xưa là hình ảnh, khi mà các bạn đăng quảng cáo hay là đăng sản phẩm hay là đăng poster bằng hình ảnh, thì bây giờ nó đã chuyển dần sang video hết rồi. Tất cả mọi thứ YouTube, TikTok hay là Google các thứ, mọi thứ, Facebook nữa, đang chuyển dần sang video. Thì hãy đăng ký kênh đi, chờ gì nữa. Bây giờ là tạm biệt thật này.